Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Hello anh em. Ok, anh em vừa vào cái đã là cảnh hoàng hôn rồi. Cái anh gốt của đâu rồi? À kìa kìa kìa. Đây 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 đây. Anh nằm đây. Ôi rồi, thế mà tôi cứ tưởng là anh ở đâu rồi. Anh em tôi bơi nhanh không? Đó. Tôi bơi rất là nhanh là bởi vì đấy đó. Ôi ghê. Ghê không? Đó. Bởi vì trước là tôi mới khẳng cái giày đấy. Đó. Ôi. Cái này là giày khảm mà lại còn có thêm cái buff của cá heo cho mình đó. Nên là tôi bơi nhanh như vậy, đi ngủ thôi anh em nhờ. Ngủ ngắm nhìn ánh hoàng hôn choàng cái. Đẹp anh em ạ, đẹp, quá đẹp. Ok, cho tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3. Ok anh em ạ. Hôm nay chúng ta cùng mà đi phiêu lưu anh em nhá. Thì ấy, đây này. Tôi phải nói thật với anh em là cái dự tính mà tôi muốn đi phiêu lưu ấy, nó cái lý do vì sao mà tôi muốn đi phiêu lưu. Chào anh. Em sắp đi phiêu lưu rồi anh ạ. Anh có muốn nhắn nhủ gì vậy? Từ từ à, tôi nhìn Creeper ấy, chứ không Creeper cũng đến rồi, nó cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ với tôi là chết anh em ạ, toàn lắm. Ok, anh có muốn nhắn nhủ gì không? Anh cần em mang gì về cho anh không? Anh có thích gì không? Em đi mua quà về cho anh. Anh có thích gì không? Chọn đi anh, đừng có ngại, cứ chọn đi, anh thích cái gì? Thích cái gì? Hay là anh lại thích thịt zombie? Chắc là anh lại thích thịt zombie giống như anh Long anh em ạ. Ok. Rồi anh em ạ, thì đây tôi rất là muốn đi phiêu lưu bởi vì là tôi có đồ tôi muốn tìm thấy anh em ạ, đó là cái yên ngựa ấy. Mày đừng có đánh lạc đà của tao. Khốn nạn. Hai chú lạc đà. Đây anh em nhá, thì đây này, anh em có thể nhìn thấy đó là nếu bây giờ mà chúng ta mà chém chết cái thằng Wandering chết tới ấy. À, thằng này này. Vì sao mà nó dám trốn vào cái chuồng bò của tôi? Thằng này láo. Thì mình có thể bắt được lạc đà của nó về nhá. Để nó xử nó. Ủa. Đừng có bắn cừu của tao. Hai con lạc đà khốn kiếp ấy. Đấy. Nó có một con. Đừng bắn cừu của tao con này. Mày bắn này. Mày bắn này. Mày bắn cừu của tao này. Chào em. Đây anh em nhé, chúng ta có thể tôi phải có hai cái dây đấy ta. Thì bởi vì là nó buộc hai con mà. Tôi phải có được hai cái dây đấy ta. Vì sao tôi có đúng có một cái nhỉ? Thế là nó đang rơi ở đâu đó trong đống này. Em ơi. Cái dây của em đâu? Quái nào anh em ạ? Được rồi, đây này anh ạ. Chúng ta có thể buộc con này đi về vai các mày. Giờ em ấy đã là của tôi. Đấy. Ở đấy. Mình không buộc vào đấy à? Buộc vào đâu nhỉ? Đây 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 đây, tôi qua chuồng này tôi buộc chứ. Rồi đây mày. Rồi. Ngồi đây. Đấy. Đấy thì chúng ta ngồi lên được anh em nhá. Ngồi lên được. Đợi tí thì cho em mới quen với mình đã. Yêu anh đi em, đúng rồi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đó. Chúng ta đã đạt được achievement best friend rồi. Ok, thì anh em có nhìn thấy nó có một cái tấm nhỏ nhỏ đâu. Tấm này ấy, chính là mình để một cái tấm thảm vào đấy. Là mình có cái tấm thảm là mình có thể để được vào nó. Và mình có cái chest thì mình cũng có thể để vào nó cơ. Nó khá là giống với cái con lừa anh em ạ. Khá giống con lừa. Đây này, tôi làm cho anh em một tấm thảm, sau thì tôi đặt vào nó cho anh em xem. Tôi hết lông cừu luôn, tôi không đủ lông cừu làm thảm rồi. Tấm thảm và cái tôi hết gỗ luôn rồi anh em ạ. Tôi hết gỗ luôn rồi. Thôi kệ em ấy đi. Đây được rồi anh em ạ. Thì kệ em ấy đi. Bởi vì là lạc đà ấy, là khi mà mình mà ngồi lên ấy, là nó sẽ đi theo hướng của nó anh em ạ, chứ nó không đi theo hướng của mình đâu. Là mình chỉ dắt được nó đi theo thôi. Chứ mà mình không có
mình không ngồi lên, mình không cưỡi được nó đâu, hài lắm. Nó không giống con lừa và con ngựa ấy. Đó. Tiêu tôi phải làm cái la bàn đấy anh em ạ. Bởi vì chúng ta đi này, chúng ta rất là cần anh em ạ, rất là cần có một cái empty map khác. Thật, rất là cần. Đấy. Bởi vì anh biết sao không? Thế anh biết sao không? Chốc nữa mà nhỡ đâu mà thôi tôi làm hai cái empty map thì tôi làm hai cái luôn đi. Bởi vì nhỡ đâu chốc nữa mình gặp cái địa điểm nào đó mà kiểu là tốt ấy, nó có ích ấy, kiểu là một cái làng ở đó ấy. Đó, thì chúng ta còn dùng cái map để chúng ta đánh dấu cái làng ấy lại. Đó. Sau khi mình đánh dấu cái làng ấy lại rồi thì lúc đấy thì sau này là mình về nhà là mình có thể quay trở lại cái làng đấy đúng không? Hai cái map đi để nữa mình gặp hai cái chỗ ngon thì mình đánh dấu lại. Ok. Được rồi đấy. Tôi nghĩ là hai cái là đủ rồi nhỉ. Thôi cứ mang thêm cái đống này đi, chốc nó biết đâu cần đúng không? Ok anh em ạ, đi thôi, đúng rồi. Tôi còn chưa có giới thiệu cho anh em nữa, đúng rồi. Đây, anh em chắc là cũng để ý level của tôi còn có level 19 đúng không? Bởi vì tôi đã ép hết mending vào đây rồi đó. Mending này. Cái này cũng có mending luôn đó. Thế còn hai cái này thì chưa có. À đúng rồi. Cái điều này trước là tôi đã loại khảm của nó đi và tôi đã khảm cái mới vào đấy. Đó, và anh em nhìn này. Efficiency 4 luôn, Fortune 3 luôn anh em ạ. Quốc cũng có Fortune 3, Riu cũng có Fortune 3. Quá bá anh em ạ. Ok. Vậy thôi. Đấy, tôi đã khảm khá là nhiều thứ. Mất của tôi tầm 1 tiếng đi chặt gỗ rồi thì đổi đồ. Đó, và đổi với các anh gốt thì cả ấy. Ok anh em nhá, chúng ta đi thôi nhá. Đấy, chúng ta có cái map ở nhà của mình rồi, không bao giờ bị lạc. Thề vậy, không bao giờ bị lạc luôn, thề. Đố lạc được luôn. Ok. Đi thôi anh em ạ. À không. Tôi thật với anh em chứ mà giờ mà đi thuyền ấy, chả cần đi thuyền đâu, thật. Đây, cho anh em xem này. Mình bơi có nhanh hơn thuyền đấy này. Đấy. Mình bơi có nhanh hơn thuyền anh em ạ. Có đúng không? Mình bơi nhanh hơn thuyền thế hay là thuyền nhanh hơn nhỉ? Thôi, dùng thuyền đi, cho bài bản anh em ạ, đúng không? Bơi vượt đại dương thì bá quá rồi, game nó ban mình đấy. Game nó chặn mình lại, nó không cho mình chơi game đấy. Bơi đi. Nào, nhìn xem có gì không nào. Chà. Để xem cái map này xem nào. Ở đâu rồi? Mở map xem nào. Mình đang ở cái góc trên đấy. Đấy, góc trên. Không biết có mansion ở đây không. Rừng đẹp chưa. Tôi muốn đi tìm mấy cái công trình cổ anh em ạ. Mấy công trình từ lâu lâu rồi ấy. Để tôi tìm cái sắt đổ. Cho em cáo. Đi lên thuyền với anh em ơi. Đi vào đây, đúng rồi. Cáo ơi, đi với anh em nhá. Cáo. Đúng rồi, ngoan. Đấy. Ok các bạn. Tôi đã có một em cáo. Quá tuyệt anh các bạn. Ở đâu cũng có xương anh các bạn. Chỗ nào cũng có xương, đâu đâu cũng đều là xương. Ok. Xem nào, có cái gì ở xung quanh cái hòn đảo xem thử có gì không. Đẹp nhờ, biển rộng nhờ. Ồ, có băng. Có băng các bạn. Tốt quá, để vào thử cái chỗ băng này tôi xem thử nó có gì không. Ồ, có vùng đất cái vùng này tôi hay gọi là vùng savanna các bạn. Hoang mạc đúng không? Đáng phải gọi đúng là hoang mạc đúng không? Có làng, ô có làng kìa. Ui yeah. Ui làng to nha. Tôi lút thử xem có yên ngựa không anh ạ. Mong là có. Ô làng này là làng ở hai khu anh ạ. Một là khu bình thường và hai là ở khu savanna. Đợi anh tí cáo nhá. Nhá. Này, vứt cho em tí này. À, đói thì ăn nhá. Xương nhá. Cái này xương 2, cái này xương 2. Đấy, nhặt đi đúng rồi, đấy, đã ngậm vào miệng rồi. Đói thì ăn nhá. Em không cần phải khách sáo đâu, anh có nhiều lắm. Ok. Có mong có cái yên ngựa ấy không? Có mong có cái yên ngựa. Anh em ơi. Đây là một trong những cái thằng dân là nó làm cái Blast Furnace đấy. Thì nó làm cái nghề ấy đấy.
cái nghề armor đấy, trộm trộm cái blacksmith về luôn. Bề tôi làm tên trộm anh các bạn, làm tên trộm. Cầu mong là không có ai nhìn tôi các bạn. Phải đi chậm chậm thôi anh các bạn. Phải đi chậm chậm thôi. Tôi khá thành công anh ạ, tôi vẫn chưa nhìn thấy một anh dân nào. Ôi, anh không nhìn thấy cái gì nhá, có vẻ là anh không nhìn thấy cái gì anh ạ. Có vẻ là anh đang rất là chăm chú vào cái chuyện ruộng mía của anh ấy thôi. Anh rất là chăm chú anh ạ. Có ai trong này không? Không có anh ạ, trộm vào thôi. Phải đóng cửa cho an toàn, đúng rồi. À đây rồi, ui, nhà nghèo thế. Nhà này xúc phạm ăn trộm à? Không ổn đấy ạ. Đi. Còn không? Đi ron rén rồi anh ạ, đi ron rén rồi sợ lắm. Mình bị bắt là mình bị đánh cũng chết đấy. Cẩn thận. Ôi, chăm đi qua làng thăm làng tí thôi anh nhé. Anh ạ, không làm gì đâu. Rồi, có vẻ là anh tin tôi anh ạ. Có vẻ là anh tin tôi lắm, mày. Ui ngựa, chào mày ủ xinh thế, trông bảnh chứ. Ôi, tóc khá bảnh đấy chứ còn gì nữa. Bảnh quá nhở. Khá bảnh đấy. Được rồi. Ôi nhà đẹp thế, nhà to thế. Quán nào không? Ok, không có ai. Không có ai, làng có vẻ ít dân nhở. Chắc là làng ít phụ nữ ấy, nên là không có sinh đẻ được. Ui chào mấy em cừu. Vì sao mà cái chỗ này thì nhà để nhà ruộng rất các thứ mà sao chả thấy cừu gì cả. Là nghèo quá anh ơi. Ái chà, chào em ngựa. Ui, vì sao nó có một con ngựa màu đen xinh đấy. Xinh nhở. Xinh thật đấy các bạn. Không có yên ngựa, tôi chỉ cần một cái yên ngựa thôi. Yeah, đau. Cái chỗ này là chỗ nãy mình đi rồi, trời rồi. Tôi ngủ một tí anh ạ, đấy mình ngủ thì mình phải ngủ ở dưới hầm cái này mới ngầu đấy. Không cho mình ngủ ở đấy. Đấy mình ngủ, mình ghé đầu vào trong lò nung cho nó ấm đầu đúng không? Ok. Đảng nghèo quá. Đi loot mà chả có hướng loot gì cả. Khổ thân cái làng, có mấy anh dân trộm vào mà mấy anh cứ để cho trộm nó lút đồ, khổ thân mấy anh ấy ghê các bạn. Thương. Chả có nổi một vài cái rương luôn, không có anh golem. Em chào anh. Thật chứ giờ mà anh ấy, ô, ở đây có tận hai anh này, thế hóa ra làng cũng không có nhỏ lắm đâu. Để anh em nhá, anh nhìn thấy cái rìu gì đâu? Anh nhìn thấy là em cầm cái gì trên tay đây không? Xuống anh ấy, nhanh. Nhìn đi. Xuống. Đúng rồi. Lượn. Rồi, ok. Đấy, sợ ngay các bạn, sợ ngay. Tránh anh nhá. Nhớ là đừng có mách golem anh nhá. Ok. Ok. Chào hai anh. Ấy chà. Anh golem vẫn cứ nghĩ là tôi gọi là cực kỳ gọi là là thân thiện, không có làm gì các bạn. Anh golem ngây thơ lắm. Ok. Làng có mỗi tí các bạn. Lút chán quá nhở. Tôi không có dây để tôi kéo theo xương đi rồi anh em ạ. Tôi không có dây để tôi kéo xương. À thôi rồi, cứ để xương ở đây đi đúng không? Chúc nó có gì mình quay lại sau đúng không? Tại vì nếu mà tôi mà có dây tôi mới mang theo xương đi được. Khổ. Không có dây rồi. Thử đi ra sa mạc xem thử xem sa mạc có gì các bạn. Sa mạc thường là có ấy lắm. Có cái đền sa mạc ấy. Ô, có bốn anh ở đây luôn. Chào mấy anh. Mấy anh tụ tập lại để tính bàn kèo để xử em đúng không? Hả? 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 Giải tán ngay. Ok. Láo thật anh em ạ. Láo thật. Ồ, cái gì đây? À, cái này là một trong những công trình khá là hay mà nó chả có cái tác dụng quái gì ở sa mạc anh em nhá. Cái này là một cái giếng sa mạc. Đây. Đây là một cái giếng nhỏ nhỏ sa mạc. Và công dụng của nó ha, chả có quái. Chả làm cái quái cho đẹp thôi các ạ.
Đấy, tôi mong là tôi đi ra cái vùng này tôi gặp được cái đền. Ở dưới cái đền có nhiều đồ ngon lắm. Có khả năng là có sách khảm nhá, rồi thì có khả năng là có in ngựa, có khả năng là có kim cương anh em ạ. Thật lắm. Có không, có không? Có đền gì ở đây không? Có đền đủ gì ở đây không? Đấy, không có à? Giếng tiếp kìa. Tôi nhìn cái này tôi cứ tưởng rùa ha. Tôi tự hỏi vì sao mà rùa nó bò trong sa mạc có làm gì. Có gì không, có gì không, có gì không? Hoang vắng này mà mình mặc có một chú ngựa nhỉ, để đi cùng mình nhỉ, vui. Không thấy gì anh ạ, vẫn chưa thấy gì, chưa thấy quái gì hết. À, cái vùng này là vùng ấy là anh em ơi. Vùng nhiều hoa lá như này ấy thì là có khả năng có ong đấy. Anh em có biết cách dụ ong về không? Hay lắm. Ui, toàn hoa hướng dương anh em ạ, đẹp nhỉ? Đẹp thật. Một quân đoàn hoa hướng dương. Chụp ảnh cái anh em ạ, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Chụp ảnh làm ảnh nền cái. Ui đẹp quá, ngầu quá. Đây, đây là gọi là đang đang hướng về mặt trời đây này anh em. Đây, quân đoàn đang hướng về biển Đông đúng không? Mọi ánh nhìn là đều hướng về biển Đông đấy, rất là tuyệt luôn. Cùng chí hướng đây anh em, gọi cùng chí hướng, sức mạnh đồng đội đây anh em. Tôi thật chưa, bây giờ tôi gặp cừu và tôi chả cần phải xử cừu luôn, tha cho mấy em ấy anh ạ. Sống trên đời cũng nên có tí phúc anh em nhỉ. Có tí phúc cho con sáu, cho con cháu đời sau nó hưởng chứ, đúng không? Có tổ ong không? Nếu mà có tổ ong là hay lắm. Có tổ ong là tôi có thể mang tổ ong về được ấy. Mang tổ ong về kiểu gì nhỉ? À, ok. Thì nếu mà gặp ong thì chúng ta có thể dùng hoa để chúng ta dụ nó đấy anh em. Làng tiếp kìa anh em ơi, làng tiếp kìa. Khá nhiều làng, khá nhiều làng. Ăn cướp thôi anh em. Cướp đây, cướp đây, cướp đây. Chạy đi. Chạy đi. À. Từ từ anh cả phải cẩn thận anh cả, chứ chẳng may mình bắn nhầm mình dân cái bắt đầu cô lên ra nó đánh mình lúc nào không biết đấy. Ok. Chào anh ạ. Đang chào anh ạ. Anh nhiều đồ quá nhỉ, cho em xin nhá. Anh không nhìn gì nhá anh. Anh ở trong nhà cho em, anh không có được ra ngoài mách vô lần đâu. Bên ở đây cho em. Tôi có cái gì không? Tôi chặn nó lại anh ạ. Đừng ra ngoài cái. Cẩn thận nhé. Đứng yên đấy, ok. Là cái có vẻ khá khá hơn anh em ạ. Trông có vẻ được. Được của nó anh ạ. Trông có vẻ được lắm. Mở cửa đó bạn ơi. Ok. Chả có cái con quái. Mèo xinh nhỉ. À nếu mình muốn ấy mèo là mình nếu mình muốn thu phục mèo là mình có cá đấy. Tôi trước là tôi có cái máy farm cá, farm phát ra toàn ra cá. Để tôi mang cá đi tôi thu phục mấy em mèo. Sư lằng cái bọn này nghèo quá anh em ơi. Nghèo quá anh em ạ, nó không có một cái quái gì luôn ấy. Được cái là mấy anh ấy trồng hoa trong nhà được luôn này. Pro. Mấy anh trồng hoa trên nền đất được luôn, giỏi quá. Đấy, tôi để lại hai bông hoa cho mấy anh ở đây các bạn ạ. Tặng tặng mấy anh ấy bông hoa. Mở cửa cho mấy anh này, đúng rồi. Nghèo quá nhờ. Mấy anh làm ăn thế này làm sao mà khá khẩm lên được. Thảo nào mà làng của mấy anh nghèo. Mấy anh qua rồi mấy anh nhìn cái làng của em ấy. Mấy anh dân đấy là mấy anh ấy làm toàn đồ kim cương đấy nhá. Trộm cái chuông này các bạn. Mà tôi không biết là cái chuông nó dùng để làm cái gì. Thật tôi không biết là cái chuông nó dùng để làm cái gì. Thì cái chuông thì chỉ là cái bọn dân làng nó rất là thích thôi, chứ mà tôi chả biết nó dùng để làm quái thật. Ô có bi cái bi 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 cái mày
Có ong. Đây các bạn, chúng ta phải dùng hoa để chúng ta dụ ong nhá. Đi em ơi, đi bi ơi, theo anh bi ơi. Ok, đi hai em ơi. Em ơi, đây bi ơi, đi bi ơi, đi. Rồi giỏi lắm, ngoan ngoan ngoan. Đấy, đây, tôi nhìn thấy cái tổ của nó đây này, ở đây này, đó. Được rồi, kệ đi anh ạ. Bây giờ là các em ấy đã là của tôi. Ăn tí. Từ từ em. Theo anh em ơi, đi. Dồi quá. Đây là lần đầu tôi nuôi bi. Đi. Theo anh nhá. Nói chung là mình nuôi ong là khá là mệt đây các bạn, bởi vì là anh em sẽ phải lên trên wiki để anh em tìm hiểu khá là nhiều, bởi vì là bọn ong ấy nó khá là khó nuôi. Chẳng may mà anh em mà làm nó cáu ấy, nó đốt anh em một cái là anh em bị dính tộc này, và sau đó khi mà nó đốt anh em ấy thì nó mất cái ngòi vào và nó sẽ chết đấy, khá là buồn. Thôi rồi kệ hai em ấy đi, hai em ở đây đi nhá. Nào mà anh xong anh quay lại rồi anh đưa các em về, chứ mà chả lẽ tôi đưa đưa hai em ấy đi phiêu lưu cùng thì hơi lâu. Sa mạc ấy anh em ạ, sa mạc. Tôi rất là thích vùng sa mạc. Thích lắm. Vừa có mấy cái công trình tốt mà lại còn vừa thoáng mát. Quá mát anh em ạ, mát mẻ. Dễ chịu. Có gì không? Chả thấy cái gì anh em ạ. Thấy một ông mặt trời rất là to anh ạ. Ok. Thấy không? Ô, nấm to nhỉ. Nấm to phết. Đấy, tôi gặp ba cái giếng sa mạc ở đây kìa. Ba cái rồi. Nhưng vẫn chưa thấy cái đền. Ok anh em đợi tôi tí nha. Tôi gặp cái đền tôi sẽ quay lại với anh em nha. Ok anh em. Đi cái này thì nó cũng hơi 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 dài đấy nhỉ, nên là tôi sẽ cắt đoạn này anh em nhá. Ok. Ủa anh em ơi. Tôi còn chưa kịp. Tôi còn chưa kịp cắt đoạn đấy anh em. Chưa kịp cắt. Vừa mới nói được có tầm 10 giây, tầm 10 20 giây rồi chạy một đoạn nữa rồi gặp cái đền rồi anh em ơi. Ok, chúng ta cùng vào cái đền làm sao anh em ạ. Và cái đền làm sao? Xung quanh cái đền thử nhóm xem là còn cái đền nào không anh em ạ. Xung quanh đền mà có thêm cái nữa là tốt chứ. Không có các bạn, không có. Chưa thấy. Rồi rồi. Hey, thì nếu anh muốn vào bài bản ấy, thì anh sẽ vào bằng đường này. Đường này là nó rất là nhẹ nhàng. Không anh ạ, từ từ phải bình tĩnh. Ui, 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 ui. Ê, rồi. Ôi. Ôi, từ từ anh ạ, bình tĩnh. Tôi vừa mới nghi trong đầu là có creeper không nhỉ? Tự nhiên nó lòi ra một con creeper ghê quá. Cắm đuốc vào anh ạ, chứ không chốc nữa mình đang đào xuống cái tự nhiên mình gặp Reaper đấy. Để từ từ anh ạ, tôi lên tôi check thử cái này đã, tôi lên check thử cái này đã anh ạ. Nguy hiểm lắm. Sơ chặn nó lại các bạn. Không chốc đang đào được Reaper xuống đấy. Ok. Đấy. Toàn bây giờ toàn của tôi anh ạ, của tôi. Ok ai. An toàn là trên hết anh ạ. Better safe than sorry anh em ạ. To ném xong lắp kệ đi. Đây các em nhá, nếu mà đây là thì anh đào xuống này thì anh nhìn này, sâu đúng không, khá là sâu đúng không, thì nếu anh có thể thể hiện skill bằng cách là anh em nhảy xuống và anh em dùng nước, nhưng mà nếu mà anh em mà không có skill đỉnh như tôi ấy thì anh em phải đào cái này. Đào như vậy cũng được đúng không, bởi vì tôi biết là đa số là anh em là đều là skill của anh em thì cũng không có đỉnh như tôi nên tôi cũng biết mà.
Thịt zombie làm cái gì? Thịt zombie để tôi tặng dân làng à. Ui lút tinh bao. Ui dồi What the hell anh em ơi. Lút tinh ba là một cái khảm cực kỳ bá đạo mà mình ép được vào kiếm này anh em ạ. Nó bá lắm. Phaser phone link 3. Ok. Phaser phone link 3 là ép vào giày. Nó sẽ giúp cho mình giảm đam cái lúc mà mình rơi trên cao xuống. Làm ơn có yên ngựa đi. Làm ơn có yên. Ủa tôi nghe tiếng tôi cứ cực creeper anh em ạ. Ủa tim tôi mất đi một nhịp rồi anh em ạ. Làm một cái yên ngựa, làm một cái yên ngựa, làm một cái yên ngựa hoặc kim cương đi. Thôi yên ngựa đi, tao cần yên ngựa đi. Đưa tao cái yên ngựa. Yên ngựa. Chả có cái yên ngựa. Mỗi cái giáp ngựa phò phạch anh ạ. Thôi. Ok. Đây anh em nhá. Đấy thì anh em thấy cái tấm này không? Cái tấm pallet này này đó. Nó chính là cái tấm để mình dẫm lên là mình kích hoạt rồi đấy. Nếu mà anh em mà ngã thẳng xuống, nếu mà anh em mà rơi thẳng trên xuống dưới ấy, mà anh em chạm vào cái tấm pallet này này là anh em sẽ kích hoạt một đống bom ở đây đấy và nó sẽ nổ bánh xác anh em luôn. Thế nên là tôi phải đào bên cạnh đấy. Tôi thông minh mà, tôi thông minh mà. Tôi bảo vệ anh em tôi thông minh rồi mà anh em không tin. Bây giờ thì anh em tin chưa? Đây, tôi xuống có đào cái đống này cho anh em. Mình đào cái đống này thì mình đào nhanh lắm. Đó. Đây là bom anh em nhá. Đó. 9 quả bom. Về nhà tôi canh anh dân nó láo, tôi cho anh ấy nó nổ anh em ạ. Nổ tung anh dân. Ok, xây lên rồi đây. Skill rồi. Đấy anh em nhá, cái đó chính là skill để anh em leo núi của những pro đấy anh em. Đấy. Thường là pro là họ làm vậy đấy, chứ mà họ không có xây đường đi lên đâu. Ok, ta đi tiếp thôi nào. Vừa nãy ta đứng ở đâu nhỉ? Vừa nãy là tôi đứng ở bên này sao ý? Đúng rồi, vậy tôi đứng ở bên này tôi nhìn bên này. Đúng rồi, vậy thì chúng ta đi tiếp bên này. Chào có yên ngựa anh ạ. Chung là lút được tí đồ thì cũng vui. Tôi lút được cái lút tinh ba này cũng vui này. Cái phía giờ phô linh này cũng ngon này. Game ép và cái giày cũng được anh ạ, cũng được, cũng tạm được. Đúng không? Ok anh em nhá. Anh em đợi tôi tí nhá. Ồ. Chả hành động gì mà trông ngầu này. Chả có cái gì cả. Ok anh em nhá. Anh em ơi. Tôi không hiểu là tôi đang đi mà tự nhiên tôi gặp cái gì thế này. Cái này là tàn tích của địa ngục đấy hả? What the hell? Sao nhỏ này? Sao bé tí này? Chả hiểu. Nhỏ 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 xinh xinh nghe họ hài. Ô anh em ơi, tôi đi một lúc nữa tôi lại đi ra được một cái làng rồi nè. Một làng ở sa mạc này, tôi gặp một cái sa mạc khác. Khá nhiều làng rồi nhỉ, khá là nhiều làng. Nhưng mà tôi vẫn nói chung là mình vẫn chưa nên dùng đến map anh ạ, vì làng có nhiều mà. Vì nếu mà anh em chơi Minecraft ấy, thì anh em tìm làng khá là dễ vì làng có nhiều lắm. Nhưng mà mấy công trình khác ấy, để khi nào tôi gặp mấy công trình ấy, tôi cho anh em xem hay lắm. Chòi của bọn cướp anh em nhá, chòi của cướp này rồi thì đền ở sa mạc các thứ, rồi đền ở gì nhỉ, đền ở trong rừng ấy, jungle ấy. Ôi mấy anh rừng Savannah mặc đồ đẹp nhở, đỏ đỏ đẹp nhở, xinh thế, đẹp anh các bạn, ngầu đẹp trai các bạn, đẹp trai. Ui sao mà cái loại cửa ở đây đẹp thế này. Ui được nhở, công nhận là cái loại gỗ ở ô thế. Thế anh mang xương rồng vào làm gì đấy anh? Xương rồng to quá làm sao mà ấy được. Vã thì cũng vã vừa vừa thôi chứ anh mang xương rồng to to quá. Khổ thân anh em ạ, chắc là làng ở sa mạc ấy. Chắc là thiếu vắng người quá ấy. Ít người qua lại ấy. Khổ mấy anh ấy. Mang cái xương rồng để vào đấy để buổi đêm còn khổ. Chả có cái rương gì vậy. Đúng là làng ở sa mạc hình như là nghèo lắm anh em ạ.
nghe không? Vì sao mà hôm nay tôi gặp cái nhà nào thì cái nhà đấy em xin nhá, em cảm ơn ạ, em cảm ơn ạ. Đã. Có cái gì không? Đã. Ok, chả thèm lút luôn này các bạn. Này có cái gì không? Ủa có cái rương. Ôi dồi ôi, có bánh mì thôi à. Cartography này, không cần đâu. Nghèo. Nghèo. Đó, tiếng con mèo nó hay kêu đấy anh em. Tôi không biết là con mèo của anh em thì nó có ai kêu phải không? Thế nhưng mà thỉnh thoảng là tôi có xem trên mạng, tôi thấy có con vài con mèo cực kỳ khốn nạn. Nó cứ kêu nghèo 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 nghèo. Tôi lại phải tiếp tục đi rồi các bạn. Tôi tiếp tục tôi đi tìm xem có cái gì không này. Ok anh em đợi tí nha. Ngào 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 ngào. U anh em ơi, hình như tôi mới nhìn thấy cái làng sa mạc ý, đúng không? Nè, nó có phải cái làng không? Vì sao trông hay cơ? Đúng rồi, cái làng, ok. Làng sa mạc này, đẹp đúng không? Tôi nhìn cái làng sa mạc này làm tôi nhớ lại cái nhà cũ, nó cái gua đầu tiên mà tôi lập ấy. Trời ơi, cái nhà cũ thì tôi xây ở ngay cái làng sa. Ô, chào anh có cái lò nung đẹp thế. Cho em xem tí nhá, rồi em trả luôn đấy nhá. Ok anh, cảm ơn anh nhá. Em chào anh. Trông cái này của anh cũng đẹp đẹp nhở. Thả cho anh em ạ. Thả cho anh ấy. Sống ở chúng ta phải có phúc đấy cậu. Có phúc. À, tôi nhớ là cái thằng này trên đỉnh đầu của nó có một cái rương rồi này. À, ui ông ơi, rương gì đây? Ngào anh ạ, ngào. Ngào ngào. Xem thử coi nào. Có rương không? Có hai cái giường. Ái chà, có ngọc, có ngọc là ngon này. Mình xin vài viên ngọc về thôi. Xin ngọc thôi các bạn, chứ mà đồ của mình cũng sắp full này. Tôi không có mấy cái hộp sugar mà, nên là tôi xin vài viên ngọc thôi. Có vẻ là khả năng là tìm được yên ngựa là hiếm lắm. Cái in ngựa là hiếm mà, cái in ngựa là mình không tự craft được đâu anh em nhá. Nghèo nhở, khổ thân mấy anh ấy. Ô kìa, cái anime mày phải trả giá cho những gì mà tao đang trải qua. Hay để thử được không? Không được anh ạ. À thì mấy con anime này chúng nó có một cái đặc tính, đó là mình không bao giờ mình dùng cung hay là các cái vật mà mình ném để mình bắn thằng nó nhá. Thì kiểu là nó sẽ luôn trốn đi ấy, hay lắm. Mày làm sao? Cháy. Nó tung biến đấy rồi á. Mày làm sao? Ái chà, mày nhanh phết nhở. Mày nhanh với tao à? Mày nhanh này, rồi ôi. Chả rơi ra cái quái. À, nhà này là nhà của anh làm đá. Ui. Ok, không ai thấy gì hết nha. Không có chuyện gì xảy ra hết nha. Ok. Chào anh nhé, em vào hỏi thăm tí thôi nhá. Làng mình đẹp hết. Cố gắng làm lụng để trưởng thành, cố gắng làm lụng để mà phát triển hơn nha anh nhá. Anh nhá. Ok. Chào các anh nhé, em đi nhá. Dạ, chào các anh ạ. Dạ. Ok.
Ok các bạn lốt được đồ ngon quá. Ừ. Nếu mà mình muốn làm cái bàn phù phép, à nếu mình muốn làm cái máy chế thuốc này, cái bàn chế thuốc á, thì mình cần phải có cái Blaze Rod ở trong địa ngục ấy. Nhưng mà tôi éo có nên là tôi phải đi trộm anh cậu. Ok nhé, mày tôi đi thử qua sa mạc tôi nhòm thử xem là đàn ngựa kìa, một đàn đàn ngựa kìa. Ngựa tụ tập. Chắc là tính đợi tôi ra xử tôi đấy, khổ lắm. Ok các em nhé, để tôi thử đi sa mạc tôi nhòm thử xem mà còn what the hell lạc nhầm 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 nhìn nhầm. Skill. Úi giời ơi, skill. Cái gì kia? Lạc tiếp kìa các bạn. Lạc lạc như đỉnh đồi trông đẹp nhờ, ngầu nhờ. Kiểu là nhà của thần ấy, bởi vì là nhà của thần mà chỗ cao. À ok hay. Cái nào tôi đã thử xây nhà trên đỉnh đồi ấy, hoặc là tôi xây nhà bay. Nhà lơ lửng. Nhà thần anh em nhá. Tôi xem nào. Để tôi đứng lên cao cao nhòm thử xem xung quanh xem có đèn không anh ạ. Kim tự tháp đấy, cái đấy nó gọi là kim tự tháp đấy. Hoặc là đền sa mạc được. Chả thấy cái mẹ gì. Cái không thấy cái gì thì thôi thì vào làng lút dạo tí nhỉ. Làng chơi cho ngày vắng người anh em nhỉ. Cho ngày vắng vắng sao ấy. Giường đẹp thế. Giường xanh đẹp thế. Chào anh ạ. Ui dồi ôi. Anh chết sách. À cái này là khảm, một khảm thì mình khảm cho nỏ nhá. Khảm này khảm cho nỏ cũng khá là hay đấy. Ở trong này có cả cung mà có cả nỏ đúng không? Khá là hay. Anh làm nhiều sách phết. Được đấy anh. Ngầu đấy. Tôi không ăn trộm sách của anh ấy đâu. Chúng ta ăn trộm gì nhưng chúng ta không được ăn trộm sách. Các bạn sách là tri thức. Đấy. Bởi vì là người đã có học thức thì sẽ không gọi là ăn trộm sách đúng không? Đó. Ok. Á chà. Ok. Đấy nhá. Không có ai lấy cái gì của các anh nhá. Vẫn còn nguyên đấy nhá. Rồi. Vẫn ok kìa bạn, vẫn ok. Sao nhà mấy anh nghèo vậy? Không có nổi một cái rương tôi lút đi cậu. Đây tôi lên thử cái nhà trên đồi làm sao nào. Tôi chỉ sợ là cái nhà trên đồi nó không có nổi một cái rương luôn ấy. Có rương không? Không có rương luôn. Anh à, ôi nó có ba cái nhà ở bên dưới trông đẹp nhở. Trông xinh thật, trông đẹp thế. Chào em. Sao đây? Chắc em đang tìm mẹ em ấy anh ạ. Có gì không? Chả có cái quà cho đi tiếp anh ạ. Tìm khó phết đi các bạn. Tìm khó phết. Để tôi đi tiếp anh ạ. Để đi tiếp. U anh em ơi, tôi lại gặp làng tiếp này. Khá là nhiều làng các bạn. Khá là nhiều làng. Hello mấy anh. Tối nay tôi sẽ tá túc ở tạm cái làng này. Ơ từ từ. Cái làng này nó có phải là cái làng mà nãy mình đi. À chưa, mình chưa đi không? Cho em xin lên cục cái nhá. Rồi em cảm ơn ạ. Không, không được à? Ok. Làm ơn là hãy có một cái gì nó gọi là nó có ích tí đi nào. Cho ta yên ngựa đi. Ô cái làng này là cái làng mà nãy thì tôi đi rồi anh em ạ. What the hell. Tôi quay trở lại, tôi đi nhầm đường, tôi quay trở lại cái làng cũ rồi. Ok các bạn, chúng ta cùng đi ngủ.
Ok. Ê, đi đường này đúng không? Đi đường này. Cùng đi vào trong chỗ này xem sao anh ạ. Có nhiều hoa. Anh em ơi, tôi lại gặp được một cái làng đó rồi nè. Cầu mong là có đồ gì ngon anh em ạ. Cầu mong là có đồ gì ngon anh ạ. Chứ mình cũng đi khá xa cái nhà rồi đúng không? Bây giờ cũng chả biết là quay về thì có quay về nhanh không. Và tôi nhận ra một điều ấy, đó là tôi đồ ăn của tôi cũng sắp hết rồi anh ạ. Đây là làng ở chỗ Savan, là cái này là làng ở chỗ Sầu Guam luôn chứ. Đó là sao mà đầm lầy đấy. Khá là đẹp. Thì theo tôi được biết là bọn dân trong đầm lầy đẹp lắm. Thì các bạn dân trong đầm lầy thì mặc cái bộ đồ đẹp lắm. Thế nhưng mà trước kia tôi chưa gặp một cái làng nào trong đầm lầy thế này. Thì không biết là đây là có dân trong đầm lầy không ta. Xuống có xem thử xem sao mấy anh bên dưới này. Úi giời ơi, hố. Hầm mỏ bỏ hoang à? À đâu đâu, tôi nhìn nhầm cái gì. Đó là mấy cục đường của các anh dân thôi. Không phải là hầm mỏ bỏ hoang. Sự nhà thì to này, what the hell, sao nhà to này. Căng nhở. Nam chào hai anh ạ. Đã. Hai anh có đồ gì không? Hai anh chả có cái à, đây tôi chết thử mà. Sao đồ chán thế? Có đồ gì con nào? Protect thôi 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 thôi. Phỏ quá. Mấy anh phỏ quá. Vì sao có cái hàng này màu đen gì cơ? Đen như tiền đồ chữ dậu ấy cơ. Sao đen đấy? Có gì không? Có gì không? Ô, Smithing Table này. Cướp không? Cướp bảo à? Thôi rồi, không cần đâu à. Khổ gì cũng cướp anh em ạ. Ồ, làng này khá là nhiều anh làm sách này. Khá là nhiều, có đến ba anh rồi. Trước đây là, đây là cái làng đầu tiên nhất. Trước, từ từ trước cái này lúc mà tôi chơi, đây là cái làng đầu tiên mà có tận ba anh lập sách. Chào anh ạ, cho em xin cái này nhá. Ok, cảm ơn anh. Nhanh gọn anh ạ, nhanh gọn. Không lằng nhằng đúng không? Đặt lại cục cái cho anh cho đẹp nhà anh ấy. Đó. Hả. Golem. Cái gì không? Lấy tí bánh mì anh ạ. Lấy tí khoai nữa. Đây cả táo đi. Anh nhìn tôi khảm cái mending nó vào cái đống giáp ô. Vì sao giáp của tôi nó vẫn chưa có hồi phục được nhiều lắm này. Chắc là tại tôi ít đánh quái đấy, bởi vì tôi phải có kinh nghiệm mà, phải có kinh nghiệm nó ấy vào giáp của mình thì mình mới. Ui rồi một đống empty bag luôn thì ngon chưa này. Rồi ngon nhở, ngon quá. Thế này là mình đi phiêu lưu được khá là dài đấy. Một đống empty map, tôi đi xung quanh và tôi lấy hết tất cả những cái. Wow, hóa chúng mình gộp các cái empty map lại được với nhau anh em ạ. Ok, tốt 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 tốt. 5 cái luôn thế này là tôi có thể đi và tôi vẽ bản đồ được khá là nhiều nơi. Wow. Ok. Có gì nữa không ta? Mấy anh có đồ gì ngon không? Mấy anh nghèo quá ơi. Wow, nhà bay các bạn ghê không? Thường là mấy thằng trong nhà bay là nó bị điên đấy. Nó không có đồ gì đâu, kệ nó đi các bạn, đi thôi. Wow anh em ơi. Anh em có thấy cái rừng màu trắng trước mặt rồi không? Đây là rừng của cây bạch gì ấy, cây bạch mai hay cây bạch quái gì ấy. Thế nhưng mà nó là một cái loại rừng mà gọi là khá là hiếm anh em nhá. Để mà gặp được một cái rừng như thế này là không có gọi là dễ đâu. Đây là một trong những cái khu rừng gọi là hiếm gặp nhất luôn đấy. Khu rừng mà toàn cây trắng, đẹp nhỉ? Đẹp. Tôi không biết là xương hai của tôi đang cái nào rồi, tôi không biết xương hai có ăn uống đầy đủ không. Không biết xương hai đã ăn cái miếng thịt zombie của tôi chưa. Bây giờ tôi đang ở biển anh em, bây giờ tôi đi chu du ở ngoài biển làm sao. Bơi ra đảo mới anh ạ. Ôi tàu đắm kìa, tàu đắm kìa. Anh em nhìn thấy cái dáng tàu đắm đây không? Đây đây, ui ngon quá nhỉ.
xuống ấy cái tổ đắm luôn anh ạ, lút luôn lút luôn lút luôn lút luôn. Đẹp không anh em? Anh em sáng không? Sáng như vậy là bởi vì là cái nón rùa của tôi đấy. Ơ sao tối này, quái tối này. Ui đẹp không? Ui anh em ơi, tàu này trông không khác gì một cái. Ui tàu này trông chả thấy đắm chỗ quái luôn này, kiểu chả bị chìm luôn chứ trông đẹp nhờ. Trông đẹp không? Wow, quá đẹp đấy các em ơi. Tàu xịn thế. Châu wow, cái tàu này mà mình mà mang người lên trên mặt nước thì ngon nhờ. Anh em đợi tí tôi chụp cảnh, cái đẹp quá. Đẹp quá. Ây da, đau quá. Ok à. Xuống lút sẽ có gì thôi anh ạ. Tàu này khá là lành lặn anh ạ. Khá là lành lặn. Chắc là do thằng lái thuyền ngu đấy, thế nên là nó bị rơi xuống. Tối nhỉ? Hơi tối, anh em thông cảm nhá. Cái gì đấy? What the hell? Skeleton ở dưới đáy biển hả? What the hell? Đây anh em ạ, để tôi tìm cách, để tôi cắm cái đuốc ra cho anh em. Đợi tí, đợi tí. Đặt cái cửa bạn này. Tối quá anh ạ. Bây giờ sao cắm cái đuốc ra cho anh em được nhỉ? Hơi tối tí, em thông cảm nhá. Ô, oh, có đồng hồ, ô, oh, Berry Chester Map này ngon quá, có đồng hồ này, có đồng hồ này. Mà chả hiểu có đồng hồ ấy, thì làm gì vậy? Xem giờ thôi đúng không? Hơi tối tí, để tôi xem thử không nào. Tôi nhớ là tôi chỉnh cái video setting là tôi chỉnh đây này. Tôi chỉnh cái độ sáng mắc rồi đấy. Khổ thân anh em. Tối quá, để có cách nào chứ, phải có cách nào chứ ta. Anh em đợi tí tôi lút nhanh. Ô, có tre này, có bamboo này, có tre này ngon quá. Để tôi vứt một cái đồ gì đó đi, tôi không cần. Cái đồ gì tôi không cần nhỉ? Chả hiểu mình cần mấy cactus làm gì nhờ. Ok. Hồi tối, tối sắp xong anh ơi. Đây, tôi nhớ là nó còn một phòng nữa ở đâu nhỉ? Ở đây này, đây này, phòng ở đây thôi. Ba phòng, ui, đồ này ngon như này. Chết cha rồi. Phun mất đồ rồi. Phun mất chỗ rồi. Bây giờ vứt cái gì ấy nhở? Ê. Ở trong nó còn một chút bạc, còn một chút đấy. Tôi xem thử vứt cái gì được. Tàu đẹp thật đấy anh em ạ. Xịn quá. Vứt được cái. Không sao đâu, nên nó còn có mỗi một vài cái mảnh bạc, mảnh ấy rồi mà đúng không? Kệ đi, dạ. Đi tiếp thôi. Đi tiếp thôi. Thì xem có gì nào. Ok anh em nhá, thì hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Ok anh em, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ tiếp tục là tôi đi chu du thử tiếp rồi xem thế nào anh em ạ. Đó. Đi khám phá thử tiếp và tôi xong rồi, tôi khám phá xong chắc là tôi sẽ chạy về nhà luôn. Khá là xa. Chả lẽ là lại quay lại cả cái đoạn mà mình chạy về nhà nó khá là xa đúng không? Ok anh em. Trời ơi, cái chuyện này nó sẽ rất là lâu đây. Ok anh em nhá. Chào tạm biệt anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Ok anh em.